Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Thiên Vũ Audio. Và mình là Thành, là một chuyên viên về kỹ thuật Hi-Fi và Cinema tại Thiên Vũ. Và video ngày hôm nay sẽ là một video thực tế về một phòng giải trí mà mình đã làm trước Tết âm lịch rồi. Và bây giờ cũng đã hơn một tháng rồi thì mình sẽ quay lại cái phòng này để mà mình review lại cũng như là cho mọi người xem phòng giải trí của anh Hào sau một tháng qua sử dụng nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì mọi người có thể thấy ở đây thì chúng ta sẽ đây là nguyên một khuôn viên của hệ thống máy và cũng như là các lo mà mình lắp đặt cho ảnh. Thì với cái hệ thống này thì nó sẽ bao gồm là hệ thống xem phim và hệ thống karaoke tích hợp trên một phòng giải trí cho gia đình. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua luôn nha về cấu hình của các sản phẩm trong căn phòng này. Về đầu tiên nói về karaoke thì mình lựa chọn cho anh Hào về một cấu hình, đó chính là sử dụng cặp loa XE Cóc 8 của Đức. Đây, mọi người thấy ở đây, mình treo ở trên đây, khá là gọn. Đi kèm với nó sẽ là có một chiếc subwoofer của XE luôn, cùng thương hiệu. Đây là cái mã của nó là MF3. Thì cái mã sub này mọi người cũng đã khá quen thuộc với những cái sản phẩm mà bên mình đã làm cho nhiều khách hàng rồi. Đây, công suất của nó là 400W, một sub. Về phần tủ máy của hệ thống này thì từ trên xuống dưới nha, thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là một cái quản lý nguồn Navision. Đây là cái con mà dùng để cấp điện và cũng như là bảo vệ thiết bị cho hệ thống. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái con van số Panamax Pro MX220, dòng phân khúc Pro của Panamax. Kế tiếp chúng ta sẽ thấy là sẽ có một cái micro sensor. Thì cái đây là micro sensor này của anh Hào luôn, mình tận dụng lại cho ảnh sử dụng đó. Và phía đây đó chính là cái main công suất của thương hiệu Fedico, mã của nó là D2.4. thì công suất của con main này là khoảng 400W một kênh nha mọi người. Và cuối cùng đó chính là cái đầu karaoke Okara mà mình sẽ dùng nó để làm cái đầu phát nhạc cho hệ thống karaoke này. Thì cái đầu Okara này thì chúng ta có thể dùng app hoặc là màn hình chọn bài mọi thứ rất là tiện, và hỗ trợ ngôn ngữ nhạc Hoa, nhạc tiếng Anh cũng khá là đầy đủ. Kế tiếp chúng ta sẽ lướt qua thêm về cấu hình của phim. Thì cấu hình phim thì anh Hào sử dụng cho mình đó là cái cấu hình của cái thương hiệu của monitor. Về thương hiệu monitor thì trước đây mình cũng đã có một cái căn phòng của anh Nhật tại Thủ Đức rồi, thì mình cũng nhắc sơ qua luôn. Thì với cấu hình này thì chúng ta sẽ có là một cặp loa phong John 500, subwoofer của nó là W10, và cái center của nó là center với cái mã của nó là C150 ở đây. Và phía sau surround là sẽ là có một cái mã nữa, đó là monitor John FX để hỗ trợ cho cái hệ thống loa này. Thì mình sẽ tận dụng lại chiếc amply Denon của ảnh luôn, tại vì nói chung là những dòng amply receiver ảnh đang có sẵn rồi, tại vì trước đây anh đã có một cái hệ thống xem phim của Yamo nữa, thành ra là mình tận dụng lại những gì mà khách đã có và mình sẽ bổ sung thêm và cũng như nâng cấp thêm. Chúng ta sẽ có một cái màn chiếu ở đây, màn chiếu điện ở đây, màn chiếu điện của Renview đó, và một chiếc máy chiếu trong phòng. Nó tích hợp rất là đầy đủ về các tính năng về xem phim, nghe nhạc, giải trí. Và cũng mọi người có để ý không, đây thì chúng ta sẽ thấy là có thêm một cái cặp Atmos nữa, là của thương hiệu Yamo, với cái mã của nó là 408LCR. Ok, thì mình cũng đã vừa giới thiệu xong về các thiết bị mà mình trang bị cho căn phòng của anh Hào. Thì với căn phòng của anh Hào là khoảng hơn 25m² ở đây, thì mình đã thiết kế về mặt âm học cho căn phòng, đó chính là mình chọn những tấm poly như thế này để mà giúp tiêu âm, hỗ trợ cho vấn đề xem phim của trong căn phòng này nó trở nên tốt hơn. Phía trên trần thì mình sẽ sử dụng vật liệu mới, đó chính là bột chét mà có các sợi tơ tổng hợp ở bên trong. Đấy, thì cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho vấn đề gọi là âm học cho căn phòng. Ngoài ra thì mình cũng có thêm một số cháp tán âm như thế này. Tại vì bình thường thì chúng ta sẽ kết hợp giữa tiêu âm và tán âm khá là nhiều. Thường thì phòng xem phim thì sẽ tiêu âm nhiều hơn so với tán âm, nhưng mình vẫn bổ sung thêm tán âm để cho âm thanh nó tự nhiên hơn. Và phía mặt bên đây thì mình cũng sử dụng theo kiểu là tán âm như thế này. Mọi người có thể thấy đây là những cái gỗ này, đây là vách gỗ, và chúng ta sẽ CNC những cái đường như thế này để hỗ trợ cho vấn đề tán âm cho căn phòng. Ok, thì chúng ta cũng đã điểm qua hết tất cả về nội thất cũng như là thiết bị rồi. Thì bây giờ mời mọi người cùng mình trải nghiệm về chất âm thực tế của căn phòng này
khi mà chúng ta trải nghiệm qua hệ thống karaoke cũng như là xem phim, và chúng ta sẽ nghe đâu mình hát luôn nha, một bài hát để cho mọi người có thể có cái nhìn nó tổng quan và trực quan hơn về căn phòng này. Mình không tìm nhau mà vô tình vương vấn sau tiếng ca chiều mưa, thần tượng trong từng đống đưa mắn vui về em. Mùa xuân ấy có nụ cười lấp lánh, ở gần bên anh em vui như bao nhiêu lâu trở lại. Rồi mình cho mọi người đã nghe một số bài hát nhạc live cũng như là nhạc remix trên hệ thống karaoke của căn phòng của anh Hào này. Thì bây giờ thì mình sẽ hát một bài cho mọi người nghe luôn cái chất âm của micro trong căn phòng này nó tái tạo như thế nào. Mời mọi người cùng mình lắng nghe nhé.
Ok, thì mọi người cũng đã vừa trải nghiệm xong về các tính năng của hệ thống karaoke. Thì bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình trải nghiệm sơ qua hệ thống xem phim tại căn phòng giải trí của anh Hào. Thì bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ mở máy chiếu nha mọi người nha. Màn chiếu đây. Ok, thì mọi người cũng đã vừa trải nghiệm xong về chất âm và cũng như về các tính năng của hệ thống xem phim tại phòng của anh Hào. Thì mọi người có những cái câu hỏi hoặc những cái cảm nhận gì thì cũng chúng ta có thể là đặt comment ở phía dưới. Có thể là hỏi những vấn đề thắc mắc về hệ thống xem phim và cũng như là karaoke. Một lần nữa xin cảm ơn anh Hào đã tin tưởng và sử dụng các dịch vụ bên Thiên Vũ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất về những sản phẩm mới và cũng như là những cái buổi lắp đặt thực tế như thế này. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.